thay đổi. Để khẳng định cái tôi. Ô tô sẽ trở thành siêu xe bình thường. Chương trình Red Bull bút tù thách thức siêu xe đích thực. 800 mô tô sẽ được lột xác thành siêu xe miễn phí từ ngày 13 tháng 10. Đăng ký ngay tại redbike.vn.